Chắc hẳn chúng ta đang rất tò mò về những gì mình sẽ cùng nhau trải qua trong thời gian sắp tới đúng không nào? Và ngay bây giờ, cô sẽ bật mí ngay thôi. Chương trình học của chúng ta bao gồm 30 bài học tương ứng với 30 chủ đề phổ biến nhất trong văn văn giao tiếp hiện nay. Trên dưới 1.000 từ vựng cần và đủ và hơn 100 mẫu câu bắt nguồn cho mọi câu hỏi đáp thông dụng. Trong mỗi bài học, chúng ta sẽ được chia thành 3 nội dung tương ứng với 3 buổi học khác nhau. Buổi đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau học về Vocabulary với phương pháp 3Ls. Chữ L thứ nhất đó chính là liên tục. Nói và hành động liên tục. Như chúng ta đã biết, khi mình nói và hành động liên tục sẽ nâng cao bộ vi xử lý của não và phản xạ một cách nhanh chóng hơn. Chủ đề thứ hai đó chính là liên tưởng. Mỗi từ vựng sẽ được liên tưởng bằng một hành động. Như vậy sẽ khiến chúng ta nhớ nhanh và nhớ nhiều trong một khoảng thời gian ngắn. Đặc biệt là trong chương trình học của mình có thể nhớ được 30 từ chỉ trong vòng 30 phút. Thật là tuyệt vời đúng không nào? Và chữ L cuối cùng ở đây đó chính là liên kết. Vậy liên kết là gì? Những từ vựng sẽ được sâu chuỗi với nhau theo một trình tự nhất định. Như vậy sẽ khiến cho chúng ta nhớ được theo cụm và theo một trình tự logic. Buổi học thứ hai để xem chúng ta sẽ học về gì đây? À, ở buổi học này mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về mẫu câu Partons. Từ 100% câu nói thực tế sẽ được nâng lên thành cấu trúc. Chính vì vậy chúng ta có thể dễ dàng áp dụng cho mọi sự thay đổi. Hơn thế nữa, cô sẽ chia sẻ cho các em những phương pháp và cách thức để xây dựng nên câu trả lời cho từng loại câu hỏi khác nhau, khiến chúng ta có thể tự tin 100% trong tiếng Anh giao tiếp. Đặc biệt hơn nữa là phương pháp gắn nickname. Những mẫu câu sẽ được gắn liền với một chủ đề, một câu chuyện, một tình huống hoặc là một nickname giúp kích thích tư duy và tăng khả năng ghi nhớ. Một ngày nữa lại tới, lần này trong buổi học đặc biệt chúng ta sẽ học với giáo viên người bản xứ, đó là thầy Nathan và Sam, với phương pháp học được đánh giá rất cao. Đó chính là phương pháp Deep Learning. Vậy Deep Learning là gì? Hãy cùng Nathan và Sam tìm hiểu nhé. Chuẩn như người bản xứ, bạn đã đủ tự tin cũng như kiến thức để nói những câu sau. Tôi đã học được trên dưới 1.000 từ vựng và hơn 100 mẫu câu. Tôi đã có thể áp dụng chúng vào thực tế một cách linh hoạt. Tôi đã cải thiện hơn về phần phát âm của mình và tôi đã đủ tự tin trong giao tiếp tiếng Anh. Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay đăng ký khóa học tại Unica.com. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.